Lo nghe Hiếu. Đang ở ngoài khúc ngoài nè, mày về chưa? Về giúp em coi. Ngay chỗ bảo vệ đó. Có bắt ngay chạy đi đến bảo vệ này à, đây giảm đó. À gửi tiếp hả? Xe có làm gì không? Không, xe nó chở tới cán bộ à. Em bỏ ra trong đây nè, chỗ mà ông bảo vệ mẹ sáng giao đồ á. Sao không chạy với nó? Chạy lại, xem em đi chiếc này có 135 rồi, chạy lại. Rồi rồi rồi. À khúc khúc nào khúc nào? Cái khúc mà sáng giao nhớ cho bảo vệ á. Rồi rồi ok để tao lo. Thằng Hiếu. Thằng này đi sao để người ta gõ. Rồi ít gõ nữa hả? Tao lo anh em nha. Để xem là hôm nay mình mang đến cho anh em những gì. Thì bây giờ trước tiên là mình chạy vô con Hiếu nó gọi gì đã. Đi xe cùi mà cũng bị gõ nữa, khổ vậy. Kè kè nó kè nó kè. Nó kè anh em. Ôi bô bự vậy. Quát quát quát. Anh em có thấy chiếc gì không? What the f***? À, GSX mà. Sao? À, chờ. Chiếc này GSX mà. GSX. Chiếc này độ cũng nhiều quá. Rồi nãy giờ có chạy thử không? Có. Chạy em lại, cho em đè sau, đời sau nó thôi. Đời sau, đời sau nó thôi. Xe này xe gì hả? GSX 150 hả? Chạy ok đi. Giờ không chạy trước nhau. Chạy trước á, chạy trước cho anh quay. Chiếc này là kiểu như là ông nội của chiếc xe mình đang chạy á. Có chân có chân. Có anh cờ hó. Ha bồ nghe phải thiệt. Ừ. Chiếc này chiếc sổ trái 82 hay gì á. Ok, hôm nay mình mang đến cho anh em một chiếc GSX 150. Xe này độ những gì rồi Hiếu? Chiếc này 150 mà độ full ngàn rồi. Nó chơi với anh em thôi, chiếc xe này là GSX 1000. Xe mình 150 là mình chạy 150 phân khối rồi Hiếu đúng không? Còn xe này nó ngàn là nó chạy ngàn phân khối. Xe này không biết chạy lại cá mập không ta? Cá heo đương nhiên phải lại cá mập rồi. Cá heo nó chạy lại cá mập không? Chưa biết à. Cái xe này là ông cố nội của mấy chiếc mà Raider nè, GSX nè. Thì để mình quay cái xe này cho anh em xem ha. Đây nè, có chữ ngàn nè. Xe này nãy chạy nghe tiếng bô là hơi bị lớn á nha.
kết thúc tình làng nghĩa sớm á. Bô này là bô gì á Hiếu? Bô là Leo Vinci. Bậy rồi, biết đọc chữ không? Đọc lại coi. Ủa sao nhìn giống Leo Vinci vậy? À bô gì? Aro gì đó. Arod phải không? Arod. Bô là bô Arod. Bô này lo cục. Xe này không có đi tiêu tiện. Xe này cái họng bao nhiêu Hiếu? Họng. Coi họng bao nhiêu? Xe này chắc họng năm mấy, sáu mấy. Cổ này cổ nhiêu à? Cổ hay bự gì à? Cổ này chắc cổ. Ê Hiếu, xe mày bô xăng lửa có khi cái cổ mày nó nhỏ quá. Mày về mày đi cái cổ này lại mày nó chạy hay á. Chạy nổ lớn á, giống như xe này á, có khi chạy lực hơn á. Nghe tiếng hay như vậy luôn. Cổ này đón tầm cái nó cỡ bao nhiêu Hiếu? Chắc cũng xe mình là cổ 51 là họng ra 51 rồi, họng này chắc họng ra 100 không? Này chắc gấp đôi 100, bự hơn. Ừ, bự hơn nhiều ha. Full titanium. Xe này cục máy nó cũng bự lắm Hiếu. Đi qua đây coi cục máy nè. Ôi xe này nó tới 4 câu ô luôn Hiếu ơi. Má. Gì bự gì vậy? Thì nó ngàn mà. Nè nè nó cái cọng nước nó cũng bự nữa nè. Cái cọng này là cọng dễ nhiệt phải không? Cái xe mình nó có ba lớn à, xe này nó bự gấp đôi luôn á. Thì nó ngàn mà. Bóng đèn bao bự luôn á. Mà sao nó làm chi bự vậy Hiếu? Xe này làm chi bự vậy? Thì nó ngàn mà. Xe này nó làm nhỏ nhỏ hay làm bự quá hả? À? Về là về carbon luôn á Hiếu. Về carbon. Về này nó giống về gì ta? Giống về của nó giống về của chiếc GTX 1000. Đầu giống cái heo không? Ừ. Nhìn giống cái heo ha. Cái kính chắn gió đã không? Chút chạy thử không? À, là cái này là kiến chắn gió này là kiến bảo nó nguy hiểm mà không cần chắn gió luôn đúng không? Đúng rồi. Là mình núp đầu vô đây luôn á hả? Mình núp cái đầu mình vô đó luôn á. Đây là dàn ghi đông của chiếc xe nè anh em. Đã không? Để quay cái đồng hồ trước cho anh em coi nè. Ù, đã không? Chút nữa nổ máy thử. Nhẹ không con nhẹ không? Bên kia, bóp con bên kia nhẹ không? Con này tay hắn mà. Bên đó sao cứng vậy? Này tay hắn không nội ơi. Ừ, chứ không phải hai bên tay con hả? Không. Hắn ăn không? Ăn. Không biết nữa chưa thử. Rồi, cái này là động cơ, mày biết động cơ này nó đi động cơ gì không Hiếu? Em cũng rành mấy cái động cơ của mấy chiếc bự bự này lắm. Động cơ này nhiêu ta? Động cơ này á là nó là 4 thì đốt trong làm mát bằng hơi nước 999 phân khối 16 van. Đường kính xi lanh và thẳng. Cũng có rành gì à? Tỷ lệ nén của nó là 12:81. Nó phun nhiên liệu bằng phun xăng điện tử. Đúng rồi, chiếc này đề cao mà cũng 24 mà. Nó có bộ ly hợp là dạng nhiều tấm kim loại ướt, vận hành bằng cáp nữa. Bộ chuyển động là 6 tốc độ. Sao mày rành vậy? Trời ơi, nè nó còn có hệ thống giảm sóc trước để chuyển hóa 43mm. Để sóc trước nè. Hệ thống giảm sóc sau được trang bị khung chống sóc bằng khí ga. Khí ga là cái này hả ta? Trước của nó là 310mm. Sản đĩa là 310mm luôn. À. Nguồn hội xe phân khối lớn gì ở... này nó rành mô tô phân khối lớn như ta. Đọc ro luôn á. Nguồn là hội mô tô phân khối lớn chấm ở quên vậy. Trời ơi nãy giờ nó đang. Như chi tiết carbon thì xe này cũng có lên số chỗ nè, như là cái nẹp sườn nè. Cái này không phải nẹp, cái này không phải nẹp sườn mà là cái ốp thôi. Ốp carbon về trước là carbon nè. Carbon mình gõ vô cốc cốc cốc. Về sau này cũng carbon luôn nè. Còn cái này là cái yên ngồi cũng carbon nữa Hiếu. Thì nó ngàn mà. Không, cái chỗ này là ngồi luôn á hả? Không, này ngồi ê đít lắm á. Này đâu ngồi được. Chứ đó là gì? Này ngồi cứng lắm. Cái đó là gì? Này là kiểu dạng yên solo rồi. Yên solo hả? Vậy mấy em gơ ngồi ở đâu? Luôn, luôn. Là mình ngồi mình chiều chỗ rồi đúng không? Vậy cấn cấn thì sao? Mình bị cấn quá không? Cấn gì đó đúng không? Cái này thằng nào mong bự là mấy em gơ rồi ngồi sát luôn, ngồi cực. Ngồi này chở bạn gái mất đảo luôn ha. Ừ đúng rồi. Cái xe này có tiền mua ngon ha. Cỡ mấy trăm á. Biết nào mới có tiền mua chiếc ha. Nhìn nó bự đảo quá. Này bạn gái mà giận cái này mình đi ngồi luôn. Ngồi đi ê lắm, ngồi nổi đâu. Không có giận được đâu. Đi đi xe này khó giận lắm. Nhưng bạn gái ngồi đây quá. Cho anh em mới cảm nhận khi mà ngồi xe này coi. Rồi sao? Cảm nhận đầu tiên là sao? Cao tựa như chiếc winner vậy. Cái chìa có yên nữa hả? Cỡ winner. Ừ, cỡ như winner. Nhưng mà cảm giác nó giống không? Giống ngồi underbone không? Không, khác chứ. Này ngồi chầm chầm tới. Underbone mình ngồi thẳng lưng. Cái này mình xéo lưng. Muốn chạy thử không? Không. Sợ. Sợ. Nặng không?
xe nặng anh em. Nãy mình nhón lên thử mình thấy khá là nặng, giờ cho ông Hiếu ngồi lên thử. Không mà cũng ổn á. Sao? Ổn à? Cũng không nặng lắm. Mày là 1m bao nhiêu ta? Em 1m67, 68 gì đó. 1m67, 68 mà ngồi cũng đâu có nhón nhiều đâu. Nói chung là cái này mang dài vô là ngồi bình thường anh em. Mày có nhích ga không vậy? Không nhích ga luôn hả?